Cảm ơn các bạn đến với kênh Thu Bonsai. Chúc các bạn một năm mới vui vẻ, an khang, thịnh vượng. Đến hàng lại lên, tôi đến hội chợ Hoa Xuân Công Nhân Tọa Đàm, tọa lạc ở đường Hoàng Minh Giám, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, để chia sẻ với các bạn những cái bông hoa tuyệt vời, khoe sắc nào đón xuân về các bạn ha. Thì năm nào cũng vậy, tôi cũng đến đây. Ở đây thì tập trung rất là nhiều những cái điểm bán hoa ở khắp miền nơi, họ mang về đây đủ khắc sắc màu lung linh các bạn ha. Và xin mời các bạn chúng ta cùng nhau đi tham quan. Đây, trước mặt của các bạn là cái bông giấy các bạn ha. Còn thấy không, bông giấy đẹp ha. Bông giấy quá trời đẹp luôn các bạn. Bông giấy. Ở đây mấy cây mai cũng có, mai gốc kia. Vô sâu trong công viên thì phía bên kia nó có chuyên về mai. Ở đây là những cái loại cây bông giấy nè, như cúc nè, như dạng thọ nè, dừa cạn nè. Những cái lớn có, nhỏ có, nói chung đủ chủng loại. Rất là đẹp các bạn. Đây họ có bán lúa. Dừa ống không? Đừng có giả đường ống không? Đẹp lắm các bạn. Đây là những cái dòng bông truyền thống để mình xem có chút có bông gì lạ lạ, mình cũng mua vài cặp về mình chơi. Bông này đâu vậy sư phụ? Củ Chi hả? À, đẹp quá ha. Quá trời luôn, sắc màu lung linh. Đây là họ đang xuống bông nữa. Bông này mình bán nhiêu chậu vậy anh? Cái này mình bán nhiêu chậu? 70. 70 chậu hả? À, cái này bông cúc ha, 70.000 chậu. Cây lùng lùng dễ thương nha. Đây các bạn. Dễ thương ha. Đây, vô phía bên trong các bạn. Các bạn thấy không? Rất là nhiều bông hoa luôn. Bông này bông dạng thọ. Bông giấy đẹp quá ha. Quá trời đẹp. Họ trồng sao mà bông quá trời bông luôn á. Mình trồng mình ép cây thì tỉnh to nó cũng có bông, nó không có nhiều được như họ đó các bạn. Cũng rất là đẹp nè. Giấy cũng đẹp. Giấy. Đẹp quá, trong ghế đẹp quá. Đẹp quá ha. Đây là cái loại cái bông cúc.
Cúp này nhiêu chậu vậy em? Dạ 600 à anh. 600 chậu hả? Đẹp nha các bạn, cúp thiệt cúp lớn nè, 600 ngàn chậu. Rồi, tiếp tục cho chậu. Đúng rồi. Kênh nào, anh ở kênh nào? Tôi ở kênh Thu Bonsai. Thu Bonsai. Ờ, Bonsai, cái kiển, cái kiển. Cái này mình từ đâu lên rồi chị? Dạ, Gò Giáp. À, Giang Gò Giáp, nhà tôi gần đó đó. Anh ở phường mấy? À, tôi ở bên cầu Thâm Lương, bên Tân Thuận đó. À, vậy là anh ở quận 12 rồi. Ờ, à, tôi ở bên quận 12. Tôi ở Gò Giáp mà ở ngay chỗ chùa Nghệ Sĩ đó. À, chùa Nghệ Sĩ hả? Dạ. À, chỗ đó tôi biết. Em ở khúc giữa vừa chùa Nghệ Sĩ mà vừa chùa Nguyễn Du anh. À, đẹp quá ha. Dạ. Là mình trồng Gò Giáp chứ không phải là nơi mình chuyển về hả? Dạ, em ở Gò Giáp. Ừ. À, trồng tận gốc bán tận ngọn anh ơi. À, bà còn không xong đó thấy ơi. Đẹp quá trời luôn. Cái này là làm gì đam mê. À, làm gì đam mê phải không? À, Tết nhất là đem cây của mình đi đi vừa bán cây và vừa cho vui vẻ luôn phải không? Dạ dạ. À, nơi đây rồi. Năm nào cũng vậy, hội xuân đây mà. Rồi, chúc chị mua mai bán đất ha. Dạ, bạn nào ủng hộ thì ghé đây. Ha. Ghé đây ủng hộ chị ha. 600 ngàn chậu á chị. 600 ngàn chậu phải không? Dạ, 600 ngàn chậu. 600 ngàn chậu mà gần chỗ gửi xe nha các bạn. Các bạn có lại đây chút xíu rồi gặp cái nguyên vị qua khúc của chị ấy. Rồi, chúng ta tiếp tục các bạn. Thấy năm nào cũng vậy, đây khúc rất là nhiều. Rất là nhiều luôn. Quá trời hả? Cúp này nó cao cái tầm khoảng một thước rồi hả? Cái này cũng một thước hay không? Dạ. Nó cao cả mét đó không? Dạ, hơn mét chứ. Hơn mét hả? Ừ, đúng rồi. À, cái này cũng tầm 1m4 á. Dạ, à, ngang cái ngực của tôi tầm 1m4. Thì đây em 1m7 mà nó đã tới đây. Ờ, à, tầm 1m4. Cái này mình bán bao nhiêu chậu vậy em? Dạ, anh ơi. Ừ, đẹp quá ha. Rồi, cúp này mà. Cái này nhiêu chậu vậy em? À. Rất là đẹp các bạn, cây cúc này nó cao tầm khoảng 1m4 á. Cái này anh bán nhiêu chậu vậy? Vậy triệu tư cặp. Triệu tư cặp à, bán một cặp triệu tư. Vậy là 700 ngàn chậu. À, cặp triệu tư. Rồi lấy sẵn rồi. À. Lên bê bánh không? Dạ. Rất đẹp các bạn ha. Đây toàn là cây cúc. Ờ. Cặp ve bên đó. À, 1.4 triệu một cặp. Cặp ve chùa một lớn đi về đây đi. Đây, chậu này bên đây nhỏ hơn. Không đi chú. Ờ, bên đây bông giấy. Giấy đẹp quá ta. Quá trời đẹp luôn. Giấy này cái góc của bông giấy Mỹ á. À, được ghép vô cái ghép vô giấy đủ màu hết. Đánh dấu. Có gì nè chứ. Làm gì bức xúc dữ vậy đó. À. Đẹp không ạ? Dễ nhiều à, cái nhỏ nó cũng có đây. Rồi chúng ta bước vào phía bên trong này. Thấy một khúc nhiều, năm nào cũng khúc quá trời khúc. Rồi thấy đây bán cúc kiểu ha, chắc là họ quy định theo cúc hay sao á, thấy rất là nhiều gian hàng như cúc. À, trong kia có bông gà.
Rồi chúng ta vô trong các bạn. Tấp nập cái người đi mua, người đi đi du xuân cũng có, mà người đi mua cũng có, mình thấy người ta đi xem rất là nhiều. Cúc nhập bông nhỏ nhỏ ha, cúc đẹp. Cúc này nhiêu chậu vậy? Dạ 2.2. 200, 2.2 một cặp. 2.2 cặp ha. Quay đi anh chào. Cái này mình kêu bằng cúc gì ta? Cúc này nhỏ bông nhỏ. Cúc mâm xôi. Cúc mâm xôi. Vậy là ăn cặp nhiêu anh? 250 một cặp chứ ha. Các bạn nào mà thích cái dòng này thì các bạn ghé ủng hộ anh. 250 cúp mâm xôi, mâm xôi. Hai trăm rưỡi một cặp. 250 cái này chịu khó mình mua sớm á, mình chọn những cái bông nó đẹp. Cận Tết rồi nó bông nó không ta lựa tới lựa lui rồi. Là cúp. Là cúp mâm xôi 250 một cặp. Cái này. Trời, cái này nó nở dữ lắm ha, nó nở nó đụng kính hết luôn. Ai bán vậy? À, ông anh này ông bán này. Ông anh bán. Ông anh bán quay tôi bán. Kêu ông bớt đi để mua 10 chậu. Anh ơi, ông bà chị bà kêu bớt là bà mua 10 chậu nè. Bà chị này nè. Ờ đó là anh giải quyết ha. Chứ lựa chọn đi. Vô đây các bạn, vô đây tôi cho xem bạn xem một số cái mẫu cái bông hoa. Ở đây cái vàng này cái 250 một cặp á. 250 một cặp. Cái là cái gì ta? Đây là cây cúc mâm xôi, còn kia là cây cây này là cây cái gì cây này tên là cây bông hướng dương, nhiều lúc nói ngàn xương các không nhớ. Để mình vào kia cho các bạn xem cây mấy khu vực ta bắn tắc ha. Tắc ở miền Tây á, bạn miền Tây người ta gọi là cây hạnh. Còn như là miền Bắc người ta gọi là cây quất. Miền Bắc gọi là quất, gặp nhau là quất thôi, không biết quất cái gì, cái miền Nam gọi là cây tắc. Tắc này nhiêu chậu vậy em? Dạ 800, tùy theo ạ. Tùy thôi, mà trung bình thì khoảng bao nhiêu? Dạ trung bình là 600. Từ 600 đến 1 triệu tầm đó hả? Dạ đúng rồi, 600 đến 1 triệu trở lại. Các bạn ở dân hàng này thì họ bán toàn là tắc không, mà cây lớn nhỏ. Dạ. Các bạn đến thì các bạn cứ lựa, thì cô chủ thì báo giá là cái tầm khoảng từ 600 cho đến 1 triệu. Cái tầm đó cỡ nào cũng có. Tắc là tắc miền Tây hả cô? Đúng rồi. Miền Tây. Miền Tây mình gọi nó là cây hạnh đúng không? Đúng rồi. Ở Sài Gòn gọi cây tắc. Dạ đúng rồi. Ở miền Bắc gọi cây quất. Đúng. Anh tên YouTube
À, thu bonsai. Thu bonsai. Ừ. À, các bạn rất là nhiều ha. Đây. Là 2 cây 700. Cái khu vực này vẫn tắt. À, khu vực này vắng khách, cũng thỉnh thoảng cũng có thêm cái cây này, cây bông gì ta, cái này là cây bông cúc. Rồi, đến đây mình tạm ngưng clip này các bạn ha. À, để mình nghỉ ngơi chút xíu rồi bắt đầu mình tiếp tục mình quay quay vô cái khu vực bán chuyên về mai vàng. Hình như là ở đây người ta phân lô rồi phân lô bán theo cái chủng loại cây ấy chứ. Cái tôi thấy là cái nơi thì tắc rất là nhiều, còn cái nơi thì bông bông dạng thọ rồi bông cúc rồi họ bán theo khu vực hay sao á các bạn ha. Thì tắc rất nhiều. Rồi, đến đây tôi nói là chia tay với các bạn rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.